Chào mừng quý vị quay trở lại với UV Đài Bàng. Với giang hồ Thanh Hóa thì chắc không là gì với cái tên Hiệp Máu, bởi đây là một sát thủ từ những năm 17 tuổi. Đặc biệt, Hiệp Máu là con của Hùng Máu, một chùm tín dụng đen khét tiếng xứ Thành, cùng với anh trai mình là Hoàng Máu, là nỗi ám ảnh của những người vay nặng lãi. Để biết thông tin chi tiết về gã sát thủ này, xin mời quý vị đón xem Tiểu sử Hiệp Máu, sát thủ điên khét tiếng xứ Thành. Hiệp Máu tên thật là Đỗ Hoàng Hiệp, sinh năm 1989, trú tại phường Đông Vệ 1, thành phố Thanh Hóa. Hiệp là con thứ ba trong một gia đình có 4 người con. Bố Hiệp là thương binh, mẹ ở nhà nội trợ. Kinh tế gia đình tuy nghèo khó nhưng bố mẹ đã cố gắng chắt chiu để nuôi nấng cho chị em Hiệp khôn lớn trưởng thành. Được biết, bố Hiệp chính là Hùng Máu, một thời từng bán máu nuôi gia đình nên lấy luôn biệt danh này. Sau này trở thành một chùm tín dụng đen khét tiếng Thanh Hóa. Hai chị gái của Hiệp đã là sinh viên trường đại học quản trị kinh doanh và học viện ngân hàng, là con trai út cùng với người anh tên Hoàng Máu cũng cực kỳ số má nên Hiệp được bố mẹ chiều chuộng hơn những chị em gái. Nhưng Hiệp rất ham chơi và chảnh mảng việc học hành, đã có một tí vết đầu đời về chuyện đánh nhau. Dù rất lo lắng và luôn theo sát cậu quý tử, nhưng bố mẹ Hiệp cũng không tài nào kiểm soát nổi những thói lãng tử của cậu con trai mới lớn. Ngoài giờ lên lớp, cậu ta lại ngồi lì tại quán điện tử để chat với bạn gái và những người bạn ở Hà Nội. Nick của Hiệp cũng rất rùng rợn, Hiệp Máu 300 Quang Trung, với những lời khiêu khích, thằng nào thích chết thì đến gặp tao, khiến những ai thấy công dân mạng bất hảo này cũng phải khiếp vía. Từ mạng, Hiệp đã làm quen được với một số bạn gái mới lớn và ham chơi ở Hà Nội. Vì vậy, cậu ta đã nướng chọn kỳ nghỉ hè này cho những trò yêu đương vô bổ và trò tiêu khiển nguy hiểm. Giết người năm 17 tuổi. Hiệp thường xuyên ra Hà Nội và chỉ đáo qua chỗ các chị gái, rồi lại tìm bạn để bù hú rượu chè. Cách đây một tuần, cậu ta đến ký túc xá trường múa để gặp gỡ một số bạn bè. Khi ngược lên cầu thang, Hiệp đã gặp anh Trịnh Quốc Trình, 21 tuổi, là sinh viên trường xiếc. Từ cái nhìn đều để lại cho Hiệp mối thù chóng vánh, nhưng Hiệp đã gác lại rồi về quê. Một tuần sau trở ra Hà Nội, Hiệp đã tìm cách thanh toán kẻ đã dám khiêu khích mình. Khoảng 21 giờ, ngày 18 tháng 7 năm 2006, Hiệp cùng một số bạn gồm Hải, Long, Quân và Vũ đi bộ từ ký túc xá trường múa ra quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình để uống rượu. Trước đó, cả bọn đã hẹn anh Trình đến để cùng uống rượu. Khi anh Trình đi ngang qua, thì chúng gọi anh vào và đã xảy ra xô xát. Hiệp đã rút dao, đâm anh Trình gục ngã. Gây án xong, Hiệp đã thuê xe ôm bỏ trốn ra bến xe phía Nam Hà Nội. Lang thang nhưng không biết đi đâu về đâu khi đã gây tội ác. Tới lúc này, Hiệp mới nghĩ tới bố mẹ ở quê nhà. Cậu ta đã run rẩy đến máy điện thoại công cộng, gọi điện về báo tin sét đánh cho bố mẹ. Nghe chuyện tài đình, ông Nguyễn Xuân Hùng rụng rời tay chân. Ông chỉ còn biết hỏi xem con trai đang ở chỗ nào để kịp đến. Suốt đêm ấy, ông tức tốc đi xe ô tô từ thành phố Thanh Hóa ra Hà Nội. Sau khi giải thích cho con, ông đã đau đớn đưa Hiệp đến công an huyện Từ Liêm để đầu thú. Chỉ vì không về quê trong dịp hè, Hiệp đã ở lại Hà Nội để hội ngộ với bạn chat. Trong một lần vào trường múa trời, cậu ta gặp một sinh viên trường xiếc và bị ám ảnh bởi cái nhìn đều của sinh viên này. Hiệp mang theo nỗi hận và quyết tâm trả thù bằng được. Cuối cùng, Hiệp Máu phải trả giá bằng những năm tháng tù. Tuy nhiên do dưới 18 tuổi nên Hiệp không phải chịu mức án quá nặng. Đây cũng là chiến tích đầu tiên đưa Hiệp Máu vào con đường giang hồ. Trở thành chùm tín dụng đen. Sau tiền án đầu tiên thì khi trở về với xã hội thì Hiệp Máu dường như lên số. Cùng với tầm ảnh hưởng của bố mình là Hùng Máu và chúng mình là Thắng Què mà Hiệp đã trở thành chùm tín dụng đen. Hiệp và Ý tổ chức cho các con bạc vay tiền hoặc cầm cố tài sản với lãi suất rất cao. Nếu quá hạn, chúng nâng số tiền nợ lên theo kiểu phạt gấp đôi, gấp ba số nợ. Những con bạc không đồng ý trả tiền phạt hoặc không trả đúng hạn, lập tức bị chúng kéo quần, đem dao kiếm đến nhà đe dọa, hành hung và đập phá tài sản. Được biết, nhóm đối tượng trên do Bùi Quốc Ý và Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu cầm đầu. Ý là đối tượng có một tiền án 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Hiệp có tiền án về tội giết người và 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Hiệp và Ý cấu kết với nhau, quy tập những thanh niên mới lớn lười học hành lao động, kết thành ổ nhóm. Những thanh niên này chịu sự chỉ đạo sai khiến của Ý và Hiệp, chuyên càn quấy gây sự và đâm thuê chém mướn. Cùng việc đâm thuê chém mướn, Hiệp và Ý còn tổ chức cho vay nặng lãi đòi nợ thuê, vân vân.
Thủ đoạn của chúng là cho các con bạc vay tiền hoặc cầm cố tài sản với lãi suất rất cao. Nếu quá hạn, chúng nâng số tiền nợ lên theo kiểu phạt gấp đôi, gấp ba số nợ. Những con bạc không đồng ý trả tiền phạt hoặc không trả đúng hạn, lập tức bị các đối tượng trên đem dao kiếm đến nhà đe dọa hành hung hoặc đập phá tài sản để uy hiếp, ép buộc nhân thân con bạc phải thanh toán nợ với số tiền lớn gấp nhiều lần so với số tiền đã vay. Đặc biệt, Ý và đồng bọn còn tìm cách lôi kéo dụ dỗ một số thanh niên, con nhà có điều kiện về kinh tế, con cán bộ công chức đánh bạc, sau đó cho vay lãi cao, rồi đến nhà ép bố mẹ phải trả. Trước tình hình đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, nắm tình hình, điều tra, truy xét, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Tuy nhiên, các bị hại vì sợ mất uy tín danh dự hoặc bị bọn Ý khống chế đe dọa nên không dám trình báo công an. Thậm chí, một số bị hại do quá hoảng sợ nên đã trốn khỏi địa phương. Có trường hợp chỉ nợ Hiệp và Ý 40 triệu đồng, quá hạn, chúng tự nâng tiền phạt lên thành 80 triệu đồng, rồi 160 triệu đồng. Do gia đình bị hại không chấp nhận trả lãi quá cao và vô lý như thế, chúng đã ném chất bẩn vào nhà, buộc bố mẹ bị hại phải nhờ người đến thương lượng với chúng. Hoặc có trường hợp vay của Đỗ Hoàng Hiệp 15 triệu đồng, Hiệp đã cắt phế luôn 3 triệu đồng, chỉ đưa 12 triệu đồng, mỗi tuần trả lãi 2,5 triệu đồng. Bị hại đã trả 5 lần tiền lãi trong 5 tuần với tổng số 12,5 triệu đồng, nhưng nợ gốc vẫn còn nguyên. Khi bố của bị hại đến hỏi chúng cho ra nhẽ, liền bị Hiệp và đồng bọn đánh đập, khiến gia đình bị hại rất hoảng sợ. Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa vừa hoàn thành kết luận điều tra để đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 12 đối tượng đã dùng hung khí thanh toán đối thủ gây náo loạn đường phố, khiến người đi đường và nhân dân hoang mang lo sợ. Cầm đầu nhóm thanh niên này là Vũ Việt Huy, tức Huy Trình, 23 tuổi, trú ở phố Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Huy là một thanh niên mới lớn, không chịu tu chí làm ăn, chuyên tụ tập bạn bè chơi bời gây rối. Mỗi khi đi đầu, Huy thường đem theo dao kiếm để thị uy. Từ những cuộc ăn chơi, nhóm của Huy có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Luân, tức Luân Quyền, 23 tuổi, thôn 10 Quảng Định, Quảng Xương, nên Huy luôn tìm cách để trả thù. Sau khi chuẩn bị hung khí, cả nhóm gồm 8 đối tượng đi trên xe máy ra quốc lộ 1A, rồi rẽ vào đường Tống Duy Tân. Trên đường đi, Huy gọi thêm Nguyễn Đình Nguyên, Nguyên Sút, bảo ra đường Lê Lai đứng đợi. Khi cả nhóm đi đến đoạn nước mắm Thanh Hương, thì gặp 3 thanh niên đi xe máy ngược chiều. Người ngồi sau cầm dao ném về phía nhóm của Huy Trình nhưng không trúng ai. Lập tức, cả bọn đồng loạt vòng xe quay lại rú gà, chạy xe dàn hàng 2 hàng 3 trên đường, khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Nhóm của Huy Trình đuổi theo và xông vào nhà anh Thành, rồi dùng dao, vỏ chai đập phá cửa và tài sản nhà anh Thành tan tác. Các đối tượng trên đã bị Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật. Cuối cùng, ngày 10 tháng 6 năm 2010, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng: Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu, phường Đông Vệ; Bùi Quốc Ý, tức Ý Ảng, trú tại phường Đông Vệ; Lê Văn Thành, ở xã Đông Hải; Phạm Duy Khánh, tức Linh Bổng, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; Đậu Việt Anh, Lê Đình Lâm, đều trú tại xã Quảng Ninh, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, cơ quan này cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng là Nguyễn Danh Kiên, Kiên Bè, trú ở phường Đông Vệ; Lê Bá Khánh, xã Đông Hải; và Nguyễn Thanh Hải, ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, cùng về hành vi này. Cùng với việc điều tra hành vi trên, Công an thành phố Thanh Hóa đang tích cực điều tra, làm rõ các hành vi cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật của nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, cuối cùng Hoàng Máu lại không đi tù quá lâu bởi mang trên mình bệnh điên. Gia đình giang hồ với bệnh án tâm thần. Nói đến gia đình có nhiều người có bệnh án tâm thần nhất, có lẽ là nhà ông Đỗ Xuân Hùng, Hùng Máu, phường Đồng Vệ, thành phố Thanh Hóa, sẽ giật giải bởi ông Hùng và cả 2 con trai là Đỗ Xuân Hiệp, Hiệp Máu, Đỗ Huy Hoàng, Hoàng Máu đều tâm thần. Em trai ông Hùng là Đỗ Xuân Thắng, Thắng Què cũng có bệnh án tâm thần. Tâm thần nhưng đại gia đình này là băng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, gây ra hàng chục vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng ở địa phương. Cả 4 bệnh nhân tâm thần trên đều cầm đầu các nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt Hoàng Máu giết người tại huyện Từ Liêm, Hà Nội, nhưng do bị tâm thần nên không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hiệp Máu cũng cầm đầu ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, nhưng do tâm thần nên thoát án. Thắng Què cũng vậy. Nguy hiểm nhất trong gia đình tâm thần này là ông Hùng, vì không chỉ có bệnh án tâm thần mà còn có sổ thương binh. Lợi dụng điều này,
ông Hùng cho vay nặng lãi, siết nợ, gây thương tích, khiến cho bao gia đình khốn đốn. Hàng loạt ngôi nhà những phố đắc địa của Thanh Hóa bị ông này thâu tóm từ việc cho vay nặng lãi. Hành vi của Hùng từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát công an tỉnh Thanh Hóa, và sau một thời gian củng cố hồ sơ, chiều ngày 14 tháng 12 năm 2012, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam ông trùm này. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Hùng đã được di lý về trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, khai thác, mở rộng vụ án. Được biết, khi tiến hành bắt, khám xét nhà Hùng, công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, phong tỏa nhiều tuyến đường dẫn đến nhà tên này. Cuối cùng, Hùng Máu cũng phải nhận một mức án thích đáng. Còn về Hiệp Máu thì hiện tại vẫn đang sống tại Thanh Hóa, tuy nhiên không còn hoạt động trong mảng tín dụng đen rầm rộ như xưa nữa, mà thay vào đó là âm thầm hơn. Trên đây là tiểu sử Hiệp Máu, sát thủ điên khét tiếng xứ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.